Rồi làm đồ ăn cho chị. Quay về coi chơi. Nhớ. Xin gái đó mà. Rồi tối về nghe chị. Lại vì bắt tôi. Còn em ghé thăm chị được không? Nhà tôi đâu có làm gì đâu bắt không, tôi. Ai bắt chị đâu? Xuống thăm chị á. Xuống thăm chị thôi. Em nghe nói chị ngày xưa chị làm ở thẩm mỹ viện đúng không? Nên em muốn nhờ chị tư vấn một chút xíu, em chuẩn bị mở tiệm lên, tiệm mà mấy cái tiệm mà thẩm mỹ. Đâu? Em ở trên Sài Gòn. Sài Gòn tôi cũ hả? Dạ. Mới rồi. Em tính mở một cái trung tâm mà chăm sóc sắc đẹp á. Sao mở đây? Mở đây hả? Mở đây chị qua chị dạy. Chị tư vấn giùm em được không? Hay chị làm giùm em được không? Chị giống chị đứng chủ là chỉ đạo giùm em. Đầu tư thì bao nhiêu? Tầm tỷ chị. Tỷ làng cát á. Tỷ được không? Làng cát á. Được không? Còn một hà, còn một số, một đồng á. Dạ, nhưng mà đầu tư có tầm đó được không chị? Đủ không? Đó. Nếu đủ á, một tỷ đủ. Đủ ha. Chị ngày xưa chị làm được bao nhiêu năm chị? Làm lâu lắm rồi. Chị cho em vào chỗ này đứng nói chuyện. Nhưng mà bây giờ đây bên ngân hàng để đưa tiền tôi phải không? Bên A-Bank với lại bên Bảo Việt đúng không? Không phải. Đưa tiền tôi thì chị đưa sớm thì tôi đưa sổ cho. Không, cái này là bọn em tới để nhờ chị tư vấn về vấn đề mà mở thì tiếp luôn. Bắt đây bằng về ấy cả. Bằng về làm thẩm mỹ viện luôn. Mấy hôm nay là em sợ vấn đề cho nên là nói chung lại là em muốn mời vô lắm. Dạ chị mời em ngồi chỗ này thôi được. Chị mở cửa được rồi, tụi em ngồi ngoài được rồi. Ngồi ngay chỗ đỡ nắng nữa chị. Nắng quá. Em sinh viên mà. Sinh viên có gì đâu mà ngại trời. Bọn em đang chuẩn bị khởi nghiệp ấy chị. Thì em đàng hoàng mà. Ăn cho kẹt đi, mai mốt em tới dạ, thiệt. Em có gì em lên Sài Gòn em kiếm nha. Em đọc số điện thoại cho chị rồi. Bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị làm chưa có in kẹt luôn chị. Ở đâu? Không phải cái này là bọn em cái này là em làm ở bên ô tô. Ô tô em cũng biết luôn. À. Ô tô cái gì em cũng biết hết á. Bên đây Việt Nam hả? À. Chị mở cửa cho em đứng đây nói chuyện chị. Cho bọn em vô trong đứng mấy chuyện mấy chị để nhờ chị tư vấn dùm một chút về cái vấn đề về nghề nghiệp á. Đó, em ngồi ở ngoài hiên nhà chứ không ngồi nhà chị. Không, bây giờ nếu mà ở bên ngân hàng đem tiền đến là gửi tiền ở bên ngân hàng gửi về đây thì nói chuyện với em. Không, bọn em tới chị còn... nhờ chị tư vấn được các lát trả tiền cho chị. Còn bây giờ là tại vì đợi tới ngày lấy tiền. Dạ. Bên kia cho nên em không có tiếp ai hết. Không vấn gì? Đề là mẹ cha anh chị em để chơi trò gì mình cũng biết, thay mẹ thay cha thay anh chị em mệt lắm. À. Đó cho nên em muốn an toàn cái tiền em á về. Không, bây giờ chị đóng cửa trong lại xong chị ngồi ngoài sân này hay chị em mình ngồi ngoài sân để nói chuyện được. Hoặc là chị ra trước ngồi nói chuyện cũng được. Không ra ngoài ngồi cho nó thoải mái á. Không, em không có sợ gì hết á. Dạ. Nhưng mà sắp tới ngày đấy thì. Dạ em hiểu rồi. Có gì á. À, ở đây luôn hả? Dạ. Dạ. Rồi đến đây. Dạ. Đến đây tư vấn anh tên gì? Em tính làm ở đây nè. À. Dạ. Okay. Em tính làm ở đây chứ em không có đi xuống cái chỗ đó nữa. Tính làm ở đây hả? Dạ. Cho nên Việt Nam mình. Dạ đúng rồi. Nhờ chị tư vấn. Làm gần nhà chị luôn, có gì chị tư vấn. Chị ra vô chị coi tiệm giùm luôn được không? Được. Đứng ra chị quản lý. Bây giờ chị ra đây nói chuyện với tụi em đi để cho tiện hơn. Nhưng mà để em nói chuyện với con em cái chuyện đất đai nhà cửa đã. À, đất đai mình nói chuyện sao? Bây giờ mình bàn cái chuyện làm neo đi. Bây giờ giống hỏi sơ một cái là cần những cái gì để chuẩn bị mình chuẩn bị mặt bằng. À, bên Việt Nam đi ha. Dạ, yeah, đúng rồi. Bên Việt Nam. Ngày xưa là chị làm bên nước ngoài đúng không? Không, có nghĩa là em biết mấy cái ngành này chứ hồi xưa giờ bên Hyundai mình làm gì? Em về bán hàng đó chị. Không phải bán hàng chứ bán xe á chị. Em bán. Tại vì em tới ngày sắp lấy tiền. Dạ em hiểu rồi. Còn 4 ngày nữa anh đem tới hả? Không, ý là bây giờ em vào em nhờ chị tư vấn xem là ở cái không gian. Anh ở coi phải đưa tiền em không? Không, cái này em đâu có mang tiền theo đâu. Hay là giống kiểu là nhờ chị nói là ở xem bây giờ mặt bằng là thuê như thế nào, rộng hay là như thế nào. Ở đâu cũng có hết á, xa ở Bảy Hiền mình có tiền 1 đồng thôi. 1 nghìn phải không? Dạ. Hay 1 đồng? 1 ngàn. 1 đồng. Một đồng đi chị. Một đồng. Dạ. Một đồng thì mình đã mở được này nọ thì 1.000 mở được spa này. Ừ. Không? Mở được ô tô này. Dạ. Không?
Sắt đồng kẽm mình có không? Có luôn. Có luôn phải không? Có nhà máy sắt thép. Có luôn. Dạ. Rồi thích mở gì nữa? Em chỉ mở xi ba mấy ô tô mấy cả sắt thép thôi. Ok, là ba thứ. Ba thứ thôi. Có gì em sẽ gọi cho anh. Dạ. Nhưng mà điện thoại bây giờ anh số mấy trong đây luôn hả? Bây giờ chị lấy cái số đấy, số của nhân viên của em á, lấy số này này. Chị, em nói thiệt đó. Em chị nhìn nhà máy còn... đi, chị nhà máy đi, em đọc cho. Cái ngày đấy em mới mua. Dạ, thì mới chị mua, nhà máy giùm em đi. Có điện thoại không? Để nói là bỏ nhiều điện thoại lắm, bỏ hết rồi. À, vậy một lát nữa em sẽ ghi cho chị ha, ghi vào một tờ giấy cho chị ha. Vậy là ngày xưa là chị làm chuyên về chăm sóc sắc đẹp đúng không? Ừ. Đó là giỏi đó. Mà trong khi thấy cái nhựa này là mấy chục cái túi, túi hàng hiệu không? Đừng giận em nha, dạ, tại sao hả? Không sao, không sao. Em... ai nói trong người em vậy? Đâu ai nói chị? Ủa chị? Ở bên kia à? Dạ. Quay... quay về tới coi chơi à? Chị ở đây mình là chị? Thấy chị xinh gái quá cho nên mới ghé hỏi thăm. Lấy dạ. Em đang thắc mắc chồng con chị đâu? Con chị không ở chung. À. Còn lâu lâu con xuống thăm thôi đúng không? Còn ông chồng chị? Chưa có chồng. À, chưa có chồng. Chỉ có đám với một người xong bỏ lâu lắm rồi. À. Mấy năm rồi. Mười năm. Mười mấy năm nhưng mà gặp lại. Ngày trước chị à, làm về chuyên cái đó được bao nhiêu năm? Mười mấy năm mà gặp lại một lần, lần hai lần gì đó. Dạ. Là dụ tôi ở mà không có ở nữa. Nhưng mà ngày xưa là chị làm bỏ rồi, chị làm cái nghề rồi. Kia là bao nhiêu năm chị? Hả? Chị làm mấy nghề về ấy đấy bao nhiêu năm? Sao? Chị làm nghề được bao nhiêu năm? Làm nghề neo á. Hồi em bấy rồi, thích nghề này lắm. À. Là lúc mới sinh ra là chị thích nghề neo rồi ha. Thích nghề tóc. À tóc. Neo. À. Vậy là vẽ chân mày chị tự vẽ luôn ha. Và là giống ồ. Xanh, giống kiểu làm salon mới đúng không? Vậy là cái chân mày của chị là chị tự làm luôn hả? Hồi. Đẹp dữ ta. Ủa cái này mà mở tiệm ra chị làm đông khách lắm luôn nha. Tính là chị giỏi ha. Cái nhà này lúc trước là làm tiệm nè, thấy có kiếm. Cái nhà này hả? Hồi xưa nó gớm gì nè. Hôm nay tự xây, tự sửa. Cái chỗ này kia nó bể là chị tự làm hay ai làm cho chị? Mình tự làm. Ồ, chị khéo tay quá ha. Mình tự dán tường luôn. Tự dán luôn. Ừ. Chị khéo tay quá ha. Chị cho bạn em vô chỗ này ngồi tâm sự được không? Nói chuyện với chị. Nói chuyện thôi. Cửa nhà ta không vào nhà. Để không vô nhà đâu. Đi tiền á hả cơ? Không vô nói chuyện để lát nữa bọn em gửi tiền tư vấn cho chị. Nhà thôi chị. để tới tới chợ nha. À, tới lấy tiền này nhờ, lấy tiền là nhờ chị tư vấn. Không, để tới A Băng. A Băng. A Băng. A Băng có gì nếu mà bảo vệ thì người Việt Nam hiểu rồi. Dạ dạ. Lo gì người khác. Dạ. Anh hiểu không? Dạ. Cái hoa văn trên tường này thì chị vẽ luôn đấy chị. Trời ơi đẹp như ta. Tôi chắc phải vẽ móng vẽ đồ đấy đúng không? Nên là có tay nghề luôn hả chị ha. Nhà nào thôi chị bây giờ mở cửa ra đi chị, tụi em vô coi. Nếu anh đưa tiền thì anh viết một tờ giấy là 1.350.000 anh ghi cho giùm em. Mà 1.350.000 tiền gì chị? Tiền có sổ đàng hoàng. À tiền nhà hả? Không, không phải mua nhẹ. À tiền gửi à? Trong A Băng. À gửi tiết kiệm ha. À. Mà bây giờ A Băng muốn đưa tới nhà. Ừ. Thì anh đã, anh ghi một tờ giấy cho em. Họ nếu mà nói vậy còn muốn đầu tư hay hợp tác kinh doanh anh cứ ghi ra là ở bên công ty nào làm việc với em thì em sẽ đến trực tiếp tới ha. Là chị tới tận nơi luôn. Tận nơi luôn. Có cần phải xe đưa đón không chị? Hay chị nhưng mà phải em cho an nhân, toàn nha. Chớ nhiều khi bắt tôi đi làm cái gì làm gái làm gú là tôi không có làm đâu ta. Cái đó không có đâu. Thì là chỉ là giống là người nắng không? Nắng rồi mỏi chân đấy. Bây giờ chị mở cửa tụi em vô để ngồi nói chuyện tư vấn thôi. Tụi em mới sinh viên ra trường luôn á chị. Thôi bây giờ em hoặc là A Ba em bất lịch sự một chút là tiền em an toàn đã rồi nói chuyện công việc sao. Ừ. Ha. Ừ. Còn đầu tư ai bỏ vốn? Em bỏ vốn? Không, chị không phải bỏ. Tụi em bỏ vốn. Không bỏ bất cứ bất động nào hết. Ừ. Ừ. Chị chỉ là điều hành thôi. Ừ. Là thích làm thôi rồi điều hành. Dạ đúng rồi. Còn ngành gì nữa không? Thôi có nhiêu đó. Trước tiên là mình tính việc đó trước. Thì ở đâu? Ngoài đầu đường chị. Chị muốn ở Sài Gòn cũng có, ở đây cũng có luôn, 2-3 chi nhánh. Gần đây. Dạ. Gần đây có đất chưa? Có rồi. Có rồi. Có tiền rồi luôn rồi. Bây giờ chỉ thiếu người tài giỏi như chị thôi. Dạ. Yeah. Thiếu. Bây giờ chị ra đây ngồi nói chuyện tụi em xíu đi bàn cho nó kỹ hơn. Vì anh ra quán định cho nó dễ hơn.
qua chị nói chị tên gì em quên mất tiêu ta? Chị Phương. Chị sinh năm 1975. 75 năm nay là 75 là năm nay tính 40 mấy hả? 40 mấy tuổi. Mà nhìn chị còn trẻ quá. Chắc là do chị làm về bên cái ngành chăm sóc sắc đẹp. Cho nên là lúc nào nhìn chị cũng trẻ đẹp. Mình tính cho chị. Bây giờ em nói cho nè. Anh ở đâu anh khích kệ. Muốn xịn, muốn say, muốn chết không chết kệ anh. Nhưng mà nếu mà đến đây đưa tiền á thì anh ngồi đấy anh đếm, xong anh ghi ra một cái tờ giấy cho em là 1 tỷ 350, rồi bên ngân hàng Agribank và Bảo Việt gộp lại trả cho em là 1 tỷ 350. Xong anh công ty nào, ví dụ anh thích 10 tỷ rồi hả? Không, cái đấy là bọn em lo hết. Nếu mà anh thích em làm việc, hoặc là hôm nay khích chết mà không chết thì đem tiền về, mà chết thì thôi, thì anh cứ ngồi khích xa khích gần đâu đấy. Em chỉ xin lỗi là em không có mời vô nhà là tại vì an toàn cho em. Rồi em hiểu mà. Nha. Nói chung là đây là toàn là em uống của chị thôi, chứ không phải là những người mà lớn tuổi. Còn em giống là em của chị thôi. Tụi em mới có 20 tuổi à. Sinh viên không ạ? Mình tới 48 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình có baby. Có baby. Chị ngày xưa có làm ca sĩ không chị? Tính làm một cái show drum để làm ca nhạc á. Dạ. Bên mình có không? Có đó, có luôn. Em nhờ bên chuyên tổ chức sự kiện á, người ta làm cho mình. Đúng là mini show đúng không? Hay là chị muốn làm một cái phòng trà nhỏ? Không, mình thích lớn. Bây giờ chị hát thử cho em một bài thử ấy. Hát thử em nghe một bài thử xem tình hình nó sao để bắt đầu mình triển khai luôn chị. Con đường đi tìm hạnh phúc có chút u sầu, đã biết chuyện ban đầu, đâu ngờ cạnh đời nghiệt ngã cho em thêm đau lòng. Đi tìm anh hoài không thấy, anh yêu đâu rồi, trong lòng em thiệp một cõi, đây là cõi mơ. Vươn theo anh đi đến tương lai, anh đâu mà biết không, biết trước tương lai vẫn tới sự nghiệp và công danh. Đâu ngờ chớ treo nghi cánh, em không cam chịu nhìn hình anh quá đau lòng. Thôi đành ôm sầu một cõi, em đang nhớ anh. Trời hay à. Nghe hay quá. Giống Hồng Nhung ha, giống ca sĩ Hồng Nhung. Đó, thì em nói rồi, thử em thì thử rồi. Yeah. Cả quốc tế thử rồi. Yeah. Bây giờ á, chị biết nhạc quốc tế hả? Chị hát một bài nước tiếng Anh được không? Không, ý là quốc tế ấy rồi. À. Công nhận ha. Công nhận rồi. Công nhận là yeah. Nhưng mà mình chỉ là giống như là ảo thôi, có người đi dùng không à. Yeah. Cho nên mình làm cái gì mình cũng phải an toàn. Yeah. Mình an toàn là mình phải đảm bảo an toàn. À. Nhưng mà chị cho tụi em vô em, đi. Em không có cho vô ngồi đó là mình sợ. Không, tụi em rất là an toàn. An toàn gặp an toàn vậy cứ an tâm. Chị em muốn rồi chứ không à? Em Út không à? Bây giờ tụi em ngồi ở ngoài đây nè, rồi chị hát, rồi chị đóng cửa đó lại đi. Ừ. Đóng cửa nhà chính lại. Bây giờ chưa. Không thôi, chị đứng ngoài đây nè, ra đi. Tại vì em thấy là hình như kích tiên sulfuric gì sao. Ngày xưa này chị đẹp gái lắm này. Đúng không chị? Em nghe nói là chị ngày xưa là đẹp gái cũng như là một người khá là thành công, giống kiểu doanh nhân đó. Là giống kiểu là tỷ phú á, đúng không? Chị vợ có 1 tỷ 350 là tỷ phú rồi. Tỷ rồi. Là tỷ phú rồi. Lại một hào là ăn cả năm. Một hào là ăn cả năm. Mấy năm mua được căn nhà. À. Còn một đồng là mua cả
bao nhiêu cái biệt thự, một đồng đẹp dinh thự luôn, làm công ty được luôn đó. Thì giờ mình chờ làm công ty, chờ làm công ty sao người nào kết tôi bị đơ vậy trời? Thấy bị đơ là sao? Thấy chị nói chuyện hay quá, đơ á, hay là lắng nghe chị. Bị đơ giờ mà nói làm chị ơi, coi nè, đổ mồ hôi quá trời luôn. Sao vậy? Vừa nắng. Bây giờ ngồi về đây, ngồi kia. Đúng rồi, chị ngồi vai bên em, ngồi ngoài đây nè. Chị mở cửa thì ra đi. Mở cửa rồi mấy anh làm gì Phương sao? Không có làm gì á, tụi em cũng nít mà. Nói cho cùng là bây giờ trả tiền băng với bảo vệ phải không? Bao nhiêu dễ nói ơi. Chứ giờ ngồi hầm chết luôn á. Bây giờ đó nghe nè. Xương á, xương mơ rít, xương con nít. Ủa sao cuộc đời ai cũng muốn giết cui để lấy tiền cui vậy? Đâu có ai đâu có, chị tụi em là người tốt á. Tụi em tới cho tiền chị luôn á. Không phải cho mà là trả tiền mình mới nói chứ. Mình trả tiền, mình nói là trả tiền cho mình. Em gửi cho chị mấy trăm được không? Hả? Gửi tặng cho chị mấy trăm xài được không? Mấy trăm gì? Mấy trăm nghìn đi. Mấy trăm nghìn để làm gì chứ còn tiền mà. À, đâu chị cho em coi đây. Trời ơi, quá dữ, quá dữ. 1.000, lấy 1.000, 2.000 ra, ba chị bảo là mua được mấy căn nhà luôn. Nãy giờ nghe chị nói có vẻ như chị thất tình anh. Thất tình. Thất tình là buồn. Cái này là do bị giống kiểu bị một cú sốc về tình cảm. Cho nên là bắt đầu mới thành ra như thế này. Yeah. Nhưng mà lúc chị hát là chị là con người khác luôn nha. Yeah. Mua đất đẹp. Thôi sao? À, quá trời tiền. Còn chưa tính cây ở trong cây nữa. Ôi cây nữa này à. Thôi hết cái đó, xài hết rồi sao chị? Sao hết được. Rồi ai cho nữa? Cho gì, tiền mình còn tiền. Nãy em thấy tỷ mấy trong ngân hàng. Nãy em thấy chị đi chợ đấy, chị mua cái đồ về nấu cơm chưa? Nó không bán giờ sao giờ? Sao nó không bán? Nó bán tờ bự. Nó nói này nè. Mình mua căn nhà được cái này, mua được căn nhà. Cái này mua được căn nhà mà nó bán mình á, nó lại lấy tài trên như đây nó bán ra chị 2 triệu. Chị ra đấy chị mua, nhưng mà chị lấy mấy cái tờ đấy ra chị bảo là tiền này tiền lớn có thối không. Nên nói mày khùng trời ơi, kỳ vậy đó. Chị đưa 1.000 không mua thịt, nó nói mày khùng đi đây. Người ta kỳ ha. Mình có tiền chứ đâu phải hâm tiền không. Đúng không, nhìn tướng chị là biết có tiền rồi. Trả tiền đó nhiều không thấy không, làm gì không có tiền. Chị đứng ra lại chị. Anh này cũng tặng cho chị vài tỷ nè. Không, không lấy cái đấy đâu. Em gửi cho chị ít tiền nè chị. Không, cái này mua được căn nhà nè. Này mua được mấy căn nhà lấy này? Lấy không nè, em tặng hết lấy cho chị. Lấy tiền cắt đổi tôi ngàn không, em đây này, tiền đây này, đổi này, tôi ngàn em nhét vô này. Này chị lấy đi này, chị em tự gửi rằng cho chị hết luôn á. Này đó, chị. Nói gì nói đi, tới ngày đấy là tôi lấy 1 tỷ mấy. Rồi em biết rồi. Phải có 1 tỷ mấy á, không? Nãy em không gửi. Bây giờ hồi xưa đi lang thang cũng có mấy tỷ trong đó, mà mấy tỷ. Có nghĩa là giờ mình đưa tiền là chị không lấy cái đó. Có nghĩa là chị nói là tiền của chị xài chứ chị không xin của ai hết. Cho không lấy á, mà tại vì cái tiền cắt á mua được một căn nhà. Em cho chị tiền cắt này. Mà bà má tôi, bà gạt tôi á là xài tiền cắt hồi nhỏ. Này, vậy em cho chị tiền cắt này. Tôi xài tiền á là kỹ lắm chị, mà gạt tôi á là xài tiền lớn như vậy nè. Chị này em được gửi gì tiền cắt này, chị em lấy. Đừng có gài tôi nữa nha. Rồi thôi khỏi đưa nữa. Không tôi em ơi, chỉ có ngàn có đổi tiền cắt cho tôi để tôi ăn không? Này em đổi này, em đổi tiền cắt cho chị. Không, tiền cắt là ken á, ken đồng xu á. Rồi để mai con em đem xuống cho. Mai đổi ha. Dạ. Ngàn là đổi giùm. Quá trời luôn á. Ngàn là một cắt ha. Nếu mà có một bao á, đổi giùm 2.000. Một đồng là cái này ha. Xài hồi nhỏ vậy mà bác kêu là xài tiền lớn không. Đi ra ngoài nhà xây bú lú bú la tiền tôi không. Giàu quá trời giàu mà không ai biết giàu. Bà chơi tôi từ nhỏ lớn. Thì ghê không? Chuyện này ngày xưa gặp một cú sốc khá là lớn. Một là về chuyện tình cảm, hai về chuyện tiền bạc. Nghe bà con có chia sẻ là chị buồn mẹ, chị tình yêu không? Không phải cha mẹ ruột, bà lận tôi. Bây giờ tôi mới biết xong trước khi. À. Rồi xong mới chơi tôi cái gì tôi không biết mà xài tiền cắt.
tôi làm quần quật toàn là xài. Thế thì chị làm được bao nhiêu tiền, mất bấy nhiêu không á, ghê không? Tiền mà tôi phải ăn trứng nhín nhín 10.000 đồng, 10.000 đồng để nhịn cho ăn, mà giờ bà chọn chơi tôi nữa. Đó. Nguyên nhân này nói cho họ biết á, bà kêu người á mà gài tôi nữa là bà chết với tôi á, tôi nói cho bà biết. Chị ơi. Hả? Chị đâu rồi? À, hát tặng em thêm bài nữa đi. Nghe chị thích, chị nghe chị hát không? Chị vừa hát vừa múa rất đẹp luôn á. Ừ. Biểu diễn gọi là biểu diễn. Chị mà hát là mới gài vậy. Chị hát tới bài tỷ. Chị tới 10 tỷ mà lấy chỉ 350 thôi. Thì bữa nay tụi tới... em xuống nè là sẽ nhờ chị đứng ra mở cái tiệm ba quản lý nhân viên giùm em, chị coi nhân viên. Chứ mở thêm một cái chỗ ban nhạc lớn nữa rồi mời chị về hát. Mà nãy giờ chị hát mới con bài à? Không. Bây giờ tháng cả 50 triệu tiền lương. Bây giờ mình ở đây là mình chưa làm việc gì. Dạ. Yeah. Mình biết là đến đây thử mình nhiều thứ. Thứ nhất là tiếng đồn mẹ là nói khùng. Nhưng mà mấy người biết tôi là không phải khùng mà. Dạ. Yeah. À. Nếu khùng tôi không nói chuyện được gì. Dạ. Yeah. Đúng không? Thứ hai á là ở Việt Nam là ai? Ai là Việt Nam? Ai là Assad là Hồi giáo? Ai là Mỹ? Phải nói cho tôi biết chứ mặt Việt Nam không. Ok. Ok. Thứ ba, công việc là công việc chứ tôi không làm gái. Tôi thích làm. Làm công ty. Nhưng mà nếu mà làm việc mà kích tinh cái Sulfast, Sulfuric hoặc cái gì đấy, tôi không làm việc chung. Tôi chỉ làm việc cho tôi thôi. Yeah. Đó, không phải là tôi chảnh. Bởi vì sao? Công việc là phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Đúng rồi. Và phải bảo vệ cho nhau. Phải hiểu nhau. Nếu mà muốn giết nhau thì nói làm gì nữa. Đúng rồi. Đúng không? Đó, thì đó, tự suy nghĩ. Còn nếu anh đem tiền tới bà bảo việc hoặc là A3 thì anh đến ở đây. Em cũng xin lỗi là em không mời vào nhà. Tại vì bà má em á bây giờ là sợ bao gài, là bác không sợ gì hết á. Mình về mình nấu ăn, nấu uống cho bên bộ, bên nào ăn chai nào cũng được, ok. Nhưng mà cái chuyện á là hành mình không được. Tại vì mấy chục năm rồi chứ không phải một năm. Hiểu không? Dạ. Yeah. Hiểu không cưng? Hiểu. Đúng rồi, hiểu. Rồi chị đâu vậy? Mình đánh đàn cho em. Đánh đàn đi. Tuyệt vời luôn. Chị ra đây nè chị. Tụi em khó quay quá chị ơi, chị em ra đây xíu đi chị. Chị ngồi đâu cho em quay được cái, cho em ngồi đứng đây nắng quá. Ôi, có năng khiếu dữ à. Chị ngồi đó cũng được chị, ngồi trước luôn đi. Ngồi chăm sao thấy. Trước cửa nhà đây. Hay dữ ta. Đang hiểu dữ ha. Làm tôi đau xót thế gian. Trần đời mà người đâu ấy chưa treo cánh đời. Đào ra bao oan trái cho chúng mình chia xa. Hay quá.
nhiều quá hay kêu nhiều. Một bài thôi hả chị? Quá trời nhiều tài. Chị cho em vô ngồi nghe chị hát được không? Nắng quá. Nắng quá. Đếm đúng tiền rồi xong ghi một cái tờ giấy, ghi một tờ giấy là bên A Băng và Bảo Việt đã đưa tiền đến nhà, chứ còn chưa đưa là không có lấy nha, chưa có đưa nha, đây là chưa đưa nha, đừng có gài phim ảnh là nói đưa rồi là chết với tôi đó. Đó thì phải ghi một tờ giấy cho tôi, rồi phải ghi một cái tờ giấy là bên đấy nhận sổ. À thì tôi mới lấy tiền, chứ nhiều khi anh đưa tiền tôi cũng không lấy. Chị ơi, bây giờ tụi em đói bụng quá, chị nấu cơm chưa cho tụi em chén đi. Bây giờ đáng lẽ nấu hồi sáng mà mua gà mắc công nên em tiền keo anh đuổi mắc công rồi. À nói vậy không có tiền ha. À. Mà nhìn người vậy mà sao không có tiền? À, nhìn gì á? Nhìn ta sang chảnh sang trọng mà. Má biết tiền sâu á, cái tiền cắt, tiền sâu, tiền keng á, tiền keng á là ăn được cả năm, cả mấy năm ha. Tiền đồng á là mua được dinh thự luôn, mà mình có 1 tỷ 350. Quá dữ. Mà nó nói là mình làm việc cực lực quá, nó còn hơn 10 tỷ nữa, 10 tỷ thiệt. Nói vậy là kích đinh mới có hơi, tại mình biết là mình làm thật mà, thấy không? Chứ không phải lật đật mà tôn trọng thay ghê luôn, đúng không? Đúng rồi. Đó. Mà nhìn chị đi chợ biết chẳng có tiền rồi mà. Đúng rồi, mà mình đưa tiền kem rõ ràng. Dạ. Lấy đã đời xong, cái nó kêu không đủ. Đi không? Trời kỳ á. Đó, rồi xong, xử ơi. Rồi. Đâu chị dẫn em ra đó coi đứa nào nói vậy. Trời ơi, tôi đang chờ tiền tôi. Tự nhiên dẫn ra, an toàn tiền tôi để. Xong tôi cất đâu không ai biết. Đó. Xong rồi á, đi đâu không ai biết. Bây giờ nè. Xong rồi á, muốn đi đâu ra ngoài đường. Ví dụ giết tôi cũng đâu lấy được tiền tôi. Đúng rồi. Nhưng mà cho em hỏi là chỗ nào chị mua mà người ta nói là chị không có tiền. Chỗ nào người ta nói chị không tiền, dẫn em ra ngoài gặp người ta coi. Ra mua gì mua cho. Muốn mua gì không em ra mua cho đi. Chị thích ăn gì? Mua về nấu với tụi em ăn. Mua đi, đi nấu cho tụi đem ra cho ăn. Xong rồi mua giùm mấy cái dĩa đẹp đi. Đem qua để bên đây ăn. Rồi tiền an toàn để ngày mai tôi giấu ở đâu đã. Chứ không thôi đi theo trai cái nó nói về trai. Tiền làm khổ lắm kinh em. Tiền làm khổ lắm kinh em. Dạ. Hát tặng em thêm bài nữa rồi. Tính đàn là hát tặng em thêm bài nữa rồi. Ăn chay vậy? Dạ. Mua đồ chay anh nấu ăn không? Ủa sao chị biết em ăn chay hay ạ? Sát với hít le là ăn chay chứ không? Hát tặng em thêm bài nữa đi chị. Chị ơi nắng muốn kiệt sức rồi chị. Sang hả? Sang. Vâng đúng rồi, sang. Sang. Sang.